tôi đi chơi. Phần 5. Tao đi công chuyện, ở nhà cấm mày đi chơi. Con biết rồi, tao nói rồi đó, mày đi chơi đừng có trách tao. Dạ, con nào dám đi chơi. Thôi tao đi, chơi đi vui vẻ. Alo, kêu mấy đứa ra sân banh, tao tới liền. Chiến thôi. Dám đi chơi. Đi chơi. Mất bảy rồi. Đi tôi đi chơi. Phần 6. Tôi cho anh đi chơi. Đứng lại. Đứng lại. Mày khá đó. Hôm nay nhất quyết còn phải đi chơi. Nói cho bắt được con. Làm tốt lắm bạn, dễ mà. Đi chơi net chứ hả? Con này bỏ đâu? Bỏ thế đó đi. Solo Yasuo chứ hả? Chơi chứ. Bạn ơi, cái gì bạn? Tôi đếm tới 3 là chạy nha. 3. Rồi. Tôi đi chơi. Phần 7. Cha cha cha. Gì vậy? Có ai kiếm cha trong nhà kìa? Ai kiếm tao? Đâu biết đâu, cha vô nhà coi thử coi. Ừ, để tao vô coi. Ai kiếm về này không biết. Mày làm gì vậy? Cuối cùng con cũng được đi chơi rồi. Mày không có được đi chơi. Vô ít thôi trời. Con đi nha. Đứng lại. Còn nữa rồi. Tôi đi chơi. Phần 8. Hả? Go. 5 minutes later. Làm gì vậy? Tao sợ cha mày. Yên tâm đi. Cha tao còn kẹt trong nhà vệ sinh á. Ai biết được. Lỡ cha mày đột ngột xuất hiện làm sao? Mày ngáo hả? Không lẽ cha tao tự trời bay xuống? Đúng. Ủa, sao mày nói cha mày còn kẹt trong nhà vệ sinh? Ai biết. Ủa, cha rửa chưa mất dạy? Chạy. Ha ha ha.